Mấy giờ em về? Em ở lại ăn tối với bố rồi mới về ạ. Ừ, anh ở lại ăn tối luôn. Sao? Không đỡ mời anh bữa cơm vậy à? Ừ, anh đây. Em có công việc cần trao đổi với anh. Nói luôn đi. Không tiện. Thế thôi, để mai. Nếu mai nói được, em còn gọi anh làm gì? Em đợi anh ở công ty, nhanh nhá. Đúng là người có quyền trèo lên đầu lên cổ mình ngay rồi. Anh cứ đi đi. Ở đây có việc thì cần đến anh nữa. Em ghen đấy à? Anh mới như ý, có gì đâu. Cuộc sống mà, lúc nào cũng sẽ có điều bất ngờ thôi. Tôi cũng định đi tìm chị đấy, mà chị dám chặn số của tôi. Cũng may gặp chị ở đây. Nếu không tôi vào trường tìm thì kỳ đó. Chị không tò mò tôi tìm chị có việc gì à? Chị định quay lại với anh Tùng sao? Vừa nãy trông chị mắt mũi long lanh, mặt mày rạng rỡ. Tôi đoán thôi. Chị quay lại hay không cũng được. Nhưng mà có chuyện này, tôi muốn cho chị biết trước khi chị đưa ra quyết định. Dự án đầm xanh của các cậu phô trương thì ghê gớm lắm, nhưng thực chất thì người phụ trách rất vớ vẩn. Tôi không biết nói sao về con mắt chọn người của cậu. Anh cũng biết đó, những người được người khác mỹ miều gọi là ông lớn như chúng ta, thực chất là sống khốn khổ và lùn cuối như thế nào. Thế lực của anh ta cũng không nhỏ đâu nè. Tôi không thích tay này. Anh Sơn, em luôn ưu tiên quan tâm tâm trạng của anh. Có chuyện gì á, anh cứ chia sẻ với em. Tôi đang định đầu tư vào dự án của các cậu. Thế thì còn gì bằng nữa? Nhưng phải thay đổi người phụ trách. Anh Quảng này, bữa anh nói chuyện với em, anh có khen cậu Long. Anh nhớ không? Không chỉ một mình anh thấy cậu ấy đáng giá đâu, mà còn rất nhiều ông bố khác thấy cậu ấy đáng giá kìa. Thậm chí còn muốn nhận cậu ấy làm con rể nữa.